Question 117. Which mortgage loan requires the lowest back-end debt ratios? A. FHA. B. VA. C. Qualified mortgage. D. Private money. Correct answer is C. Qualified mortgage. Câu hỏi 117. Khoản vay thế chấp nào yêu cầu tỷ lệ nợ cuối kỳ thấp nhất? A. FHA. B. VA. C. Khoản vay thế chấp đủ điều kiện. D. Tiền riêng. Câu trả lời đúng là C. Khoản vay thế chấp đủ điều kiện.